Toyota Yaris Cross 2023 là chiếc xe SUV hạng B hoàn toàn mới ở thị trường Việt Nam, cạnh tranh với Kia Seltis, Hyundai Creta, Honda HR-V. Mẫu xe này là phương án cứu cánh mà Toyota hướng đến ở thị trường Việt Nam khi Vios, Corolla, Cross dần mất dần vị thế. Sau một thời gian mở bán, chiếc Toyota Yaris Cross 2023 đầu tiên đã lên sàn xe cũ thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người. Dạo quanh một vòng thị trường xe cũ, trong tầm giá 600 đến 800 triệu người dùng dễ dàng lựa chọn cho gia đình nhiều mẫu xe. Trong đó, Toyota Yaris Cross 2023 cũ là một trong những gợi ý được người dùng quan tâm thời điểm này. Theo đó, một salon xe cũ đã giao bán Yaris Cross 2023 khi mới chỉ lăn bánh 293 km. Chiếc xe này thuộc phiên bản chạy xăng có giá niêm yết 742 triệu và giá lăn bánh là 853 triệu khi mua mới. Đến thời điểm này, Chiếc xe này được giao bán lại với giá chỉ 720 triệu. Như vậy, sau 293 km lăn bánh trải nghiệm, chủ xe đã lỗ 133 triệu khá cao với một chiếc xe còn mới. Tuy nhiên, Toyota Yaris Cross 2023 là chiếc xe do Daihatsu sản xuất nên người dùng vẫn khá rẻ rặt khi lựa chọn. Cùng tầm giá trên, nếu chọn xe cũ Honda HR-V, Kia Celtis, Hyundai Creta là những lựa chọn sáng giá. Ngoại thất Toyota Yaris Cross 2023 có ngôn ngữ thiết kế mạnh mẽ và năng động với lưới tản nhiệt và phần cản trước dạng hình thang. Hơn nữa, xe còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng full LED thông minh là điểm nhấn. Bên sườn xe có khoảng sáng gầm lớn 210mm và mâm xe hợp kim 18 in lớn nhất phân khúc với hai màu sơn tương phản thể thao, hiện đại cho thiết kế ngoại thất. Trong khi đó, phần đuôi xe cũng toát lên vẻ cứng cáp, hài hòa với phần đầu xe. Trong đó, đèn hậu được tạo hình góc cạnh vuốt dài sang hai bên, nhấn mạnh vẻ cá tính của chiếc xe. Không những thế, cụm đèn sau cũng được trang bị đèn full led, mang lại nét đẹp hiện đại và liền mạch. Là xe hạng B, nhưng Zaris Cross 2023 sở hữu không gian nội thất rộng rãi được trang bị nhiều tiện ích như cửa sổ trời toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện, đèn trang trí khoang nội thất với tùy chọn màu sắc và cường độ sáng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số trên vô lăng phiên bản xăng, màn hình giải trí dạng nổi lên tới 10 inch. Kết nối điện thoại thông minh và điều khiển giọng nói, xa không dây, phanh độ điện tử và giữ phanh tự động, điều hòa tự động được thiết kế thân thiện với người dùng. Ngoài ra, Zaris Cross còn sở hữu những tính năng thuận tiện như mở cửa thông minh với cảm ứng trên tay nắm cửa phía trước, gập gương tự động và cốp xe mở điện tích hợp cảm biến đá cốp. Với thiết kế thông minh tối ưu hóa không gian, xe có sức chứa khoang hành lý dẫn đầu phân khúc với dung tích 471 lít phiên bản xăng và 466 lít phiên bản Hybrid đồng thời được trang bị các ngóc chẳng đồ, tấm ngăn và đèn LED chiếu sáng, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng. Động cơ Toyota Yaris Cross 2023 là máy xăng một chất 5 lít, 4 xi lanh, sản sinh công suất cực đại 105 mã lực, mô men, xoắn cực đại 138 Nm kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp kép DCVT.